Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay sóng các bác một số mẫu cước huyền thoại các bác nha. Dành cho bác câu lục này, câu đơn đều được. Những mẫu này thì nó là mẫu nhiều mẫu huyền thoại các bác. Đây. Mẫu đầu tiên là em có mẫu Awas Ion nhé, Big Game. Em có size 6.0 này anh em này. Này. Lực tải là 27,9 kg. Độ dài là 300m nhé. Giá là 250.000. 250.000. Thực ra nhớ anh em là không biết đến những dòng cước này. Đấy, kể cả câu đơn bây giờ anh em không để ý đâu. Những mẫu này sợi nó không to lắm đâu. Không cần quá to nhưng mà lực nó rất là dai. Phụ thuộc vào cái nút buộc của anh em nhé. Đây. Đây là 6.0 nhé. 6.0. Giá là 250.000 nhé. 250.000. Tiếp đến em có mẫu Chauco nhé. Chauco nhé. Hiện tại em đang có 4.0 và 4.5 nhé. Đây, độ dài 300m. Đấy. 4.0 có lực tải là 13,8, sấp xỉ 14 kg. Còn 4.5 là lực tải sấp xỉ là 16 kg các bác nhé, 16 kg nhé. Giá 350 một cuộn. Đấy. 300m. Bác nào có nhu cầu thì alo nhé. Các bác nên nhớ kể cả câu đơn vậy. Con cá nó không nhìn thấy màu đâu bác nhé, cá nó mù màu. Nó chỉ nhìn thấy hai màu đen trắng thôi. Đấy. Thế nên là cước thì anh em không cần nhất thiết phải cứ màu trắng thì cá nó không nhìn thấy, không phải đâu á, cá nó có nhìn được đâu. Đây thì còn mẫu này là mẫu Pro Carbon của Daiwa, 120m, em còn 7.0 nhé, giá 300.000. Tiếp đến em có mẫu cước Ion Bay nhé, Ion Bay. Đấy, em có 4.5 và 6.0 nhé. Đây. Giá là 250.000 một cuộn, dài 300m nhé. Đây. 4.5 có lực tải là 17,5 kg. Còn 6.0 có lực tải là 20,5. Tiếp đến em có mẫu cước Satori nhé. Satori này. Hiện tại em đang có 4.0 và 4.5 nhé. 0,325 và 0,35. 4.0 thì tải 20 kg, còn 4.5 tải 23 kg nhé. Satori. Đây này, size to nhất anh em nhìn này. Size to nhất là 0,35 nhé, 0,35. Đấy. Size bé nhất là 0,25, hiện tại em còn hai size to nhất nhé. Cước xịn luôn anh em nhé. Đấy, giá là 300.000 một cuộn, 300m nhé. Giá 300.000 cuộn 300m. Đây đều là những mẫu cước huyền thoại anh em nhé. Tiếp đến này có mẫu Awas Ion Power nhé, Ion Power. Đấy, mẫu này thì có giá là 460.000. Thì là 600m, nguyên hộp của nó là 600m. Anh em mua lẻ cũng được, mua lẻ là 230.000. 230.000 của nó là 300m nhé. Đây nó hai cuộn này nhờ, hai cuộn này. À, hai cuộn liền nhau ấy nhá. Hai cuộn liền nhau. Và em đều còn size 5.0 nhá, 5.0. Đây. Đấy, 5.0. Và cái loại này to nhất là cũng chỉ đến 6.0 thôi nhá, 5.0 6.0 này. À. Đấy. Thế bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Đấy. Những dòng mẫu này là đều huyền thoại hết anh em nhé. Tiếp đến em có mẫu Ion Camo nhé. Ion Camo hiện tại em còn 4.0 và 4.5 nhé. Đây. Size to nhất của dòng này là 4.5 anh em nhé. Đây. Size to nhất là 4.5 này. Đấy, không có to hơn anh em nhé, không có to hơn. Đây.
4.0 lực tải của nó là 15-16 kg nhé. Còn 4.5 lực tải của nó là 21,1 kg nhé. Đây, đều là hàng xịn anh em ạ. Hàng của Nhật. Thế nhiều bác cứ hỏi những mẫu này mà có size to không? Size đến kịch kịch thủ anh em nhé. Không có size to hơn. Đây, cũng thế đây anh em này. Đây, cũng chỉ đến 6 chấm nhé. 6 chấm là to nhất rồi. Nó không có size to hơn những dòng cước này, nó là cước huyền thoại rồi. Chuyên để anh em đánh lục. Đấy, đánh lục ngày xưa chuyên đánh lục ấy. Câu lục, câu lăng xê, câu trợ máy. Đây, dòng này cũng thế này. Dòng big game này thì nó có size to hơn nhưng mà hiện tại em chỉ còn mỗi size này thôi. Đấy. Mỗi size 6.0 thôi. Bạn nào có nhu cầu thì alo nhé. Đấy. Bây giờ anh em dùng câu đơn cũng được, câu đơn cũng được. Cước này nó vừa nhỏ, vừa dai, vừa chắc, vừa khỏe anh em nhé. Còn nhiều mẫu bây giờ hàng hàng của tàu anh em ạ, sợi nó to lắm, sợi to đùng to đoành nha. Vẫn là 4 chấm nhưng nó to phải bằng 6 chấm của những mẫu này. Đấy. Nên là đây đều là cước xịn cả. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé. Đây là những mẫu cước huyền thoại rồi. Giá thì cũng vừa tiền thôi, cũng không phải là cước mắc, nhiều cước còn đắt nữa cơ, nhưng mà chất lượng chưa chắc đã bằng những mẫu này. Mẫu này nó dai, nó bền nhá, và nó cũng ít xoăn hơn những mẫu khác. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em nhá. Mẫu này anh em có thể dùng câu, bác nào mà câu lục mà bây giờ vẫn thích chơi cước này, hoặc chơi không quá xa này. Đấy. Hoặc là bác nào câu đơn, câu đơn đài. Đấy, mà cần đến cước câu mà mảnh, dai, khỏe, chắc thì alo cho em những mẫu này nhé. Những mẫu này thì các bác không phải lăn tăn rồi các bác nhé. Thế là bác nào cần mẫu nào thì alo cho em nhé. Số điện thoại em để bên dưới video nhé. Em để bên dưới video, địa chỉ em để bên dưới video, hoặc em có một số trên tiêu đề video ấy. Đấy, bác nào cần mẫu nào thì alo cho em. Ngoài ra thì em có các loại cước khác, độ dài và tiền nó thấp hơn. Độ dài nó chỉ khoảng 100-150m, 200m. Mà giá nó chỉ dao động vào khoảng từ vài chục nghìn cho đến 200 nghìn thôi nhá. Thế bác nào cần mẫu cước ngắn thì em đều có hết. Cước làm thẻo, cước buộc link đều có. Cảm ơn các bác theo dõi video nhé.